Thưa quý vị và các bạn, phản ánh những vướng mắc của người dân ở thị trấn Lạc Dương trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và chính quyền địa phương cần có giải pháp tháo gỡ để người dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an tâm sinh sống, sản xuất trên chính mảnh đất của gia đình mình. Phóng viên Quang Ngọc và Quốc Thanh có phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu những năm 2001, anh Karazam Tham ở tổ dân phố Bon Lương 1, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, được bố mẹ và anh chị trong gia đình cho khoảng 7 sào đất để sản xuất canh tác, trồng các loại rau màu. Trước hết, phải khẳng định, nguồn gốc đất nông nghiệp này đã được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có tranh chấp, khiếu kiện phát sinh. Những tưởng mọi việc đơn giản vì đất ở lâu năm của gia đình chia cho. Năm 2004, anh Karazam Tham nộp các giấy tờ, sổ liên quan để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của mình. Vậy nhưng, dù đã nhiều lần đến cơ quan có thẩm quyền để làm các thủ tục, nhưng từ đó đến nay, anh Tham vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Tôi muốn sang tên giấy tờ sổ đỏ để đứng tên tôi hoặc là vợ tôi. Thì trong hoàn cảnh đó mà chúng tôi đi làm cái giấy tờ sổ đỏ mà người ta gây khó khăn cho chúng tôi. Thậm chí hồ sơ hèn từ năm này cho đến năm kia cho đến năm nọ, làm như vậy tôi không hiểu. Việc chậm trễ trong việc cấp giấy sử dụng đất, không những người dân không yên tâm sinh sống trên mảnh đất của mình, mà còn gặp nhiều trở ngại trong việc mua bán hoặc chuyển nhượng cho người khác. Một trong những vấn đề mà người dân quan tâm đó là trên một diện tích đất nông nghiệp mà gia đình chia cho con em. Việc tách thửa để đứng tên chính chủ và quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu mới được cấp sổ. Gia đình thì đã có một hecta là đất đã có sổ đỏ rồi. Nhưng mà hiện nay á, trong một hecta đó là nam chị em cùng chung một cái sổ quyền sử dụng đất đó. Thành ra thì mong muốn gia đình thì xin cơ quan có chức năng á, thì hướng dẫn thủ tục để tách ra mỗi anh em có một sổ đỏ riêng để thuận tiện đi vay vốn. Nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất lớn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng hiện nay công tác này trên địa bàn huyện Lạc Dương cũng gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ. Một trong những vướng mắc hiện nay đó là nhiều hộ gia đình cá nhân có đất sử dụng lâu năm, đủ điều kiện để lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ. Bởi diện tích đất quy hoạch tuy nằm ngoài lâm nghiệp nhưng thuộc phân định đất lâm nghiệp. Cái chỗ vị trí đó hộ gia đình đang sử dụng sản xuất ổn định từ trước nay nhưng mà thuộc phân định đất lâm nghiệp theo bản đồ phân định nông nghiệp 2480 và quy hoạch bãi rừng 2691 thì đất ngoài lâm nghiệp. Do vậy thì trước khi thủ tục mà cấp giấy, đề nghị cấp giấy cho hộ gia đình thì phải đề nghị anh tỉnh chuyển mục đích sang đất phân định đất nông nghiệp thì mới có thể thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người dân được. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến lợi ích thiết thực của mỗi người dân. Thế nhưng, để đi đến đích cuối cùng, có trong tay tấm giấy thông hành này vẫn còn lắm gian nan.